Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng. Nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng. Nếu đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự vô diệt của nhĩ tí thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tí Thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? vì sự tận của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự ly của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự ly của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? vì bản lai tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng bạch thế tôn nếu đại bồ tát vì sự tận của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại bồ tát vì sự ly của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự ly của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng. Nếu đại bồ tát vì sự diệt của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự diệt của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng. Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của nhĩ tí thể thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tí thể thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tý thiệt thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của nhãn giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì tự tánh niết bàn của nhĩ tý thiệt thân ý giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng?